Người La ơi. Chào chú. Tao lạ hả? Dạ không. Bỏ ý định đó đi. Sao chú, con có ý định gì đâu chú. Ánh mắt, đôi môi, tao biết hết rồi. Đừng có xạo. Con xin lỗi chú nha, lần sau có nữa nha. Rồi. Nhà thì lấy giá bằng nửa thôi, cho nên tao phải kiếm cách khác để mà lấy lại gấp đôi, biết chưa? Nội quy quy định. Mọi người ơi, mọi người ơi, cái gì hay lắm nè. Cái gì hả? Nội quy. Ủa gì? Quy định xử phạt. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Ông này kỳ cục quá thiệt á. Thôi đi dọn phòng ra chỗ khác ở đi. Trời, đâu phải thiếu phòng đâu. Bôi được rồi. Bôi coi như không thấy gì. Bỏ lý rồi. Coi thử coi. Bôi hết mọi thứ luôn, bôi. Kiếm cái vẻ ra đâu. Bôi đi đây nè. Bôi đi nè. Bôi nhanh lên để đây. Bôi đầu tiên bôi mấy cái ổng xài chính tả kìa, không bôi. Cái gì vậy, bôi đi. Bôi đi. Cái... bôi kìa. Chú, trời, nó bôi cái bảng của chú kìa. Nãy giờ con nói nó hôi ghê. Hôi. Mày bị phạt 200. Cái gì vậy chú? Mày đụng vô cái bản nội quy của tao. Trời không. Ai sai? Dạ nó sai á chú. 200 ngàn. Chú, đừng cho con khai trương chú. Mày khai trương mới đắt. Thêm 1-2 nội quy nữa. Gì nữa chú? Do cái bản nhỏ quá tôi viết không hết. Có những vùng cấm ở trong nhà này, tụi mày phải né ra 2 mét. Trên người. Cấm gần gũi vùng cấm. Chú chân hỏi chú, vùng cấm là ở đâu rồi chú? Trời ơi, hai ông ngu quá. Vùng cấm là khả ái á. Đó, thông minh. Thông minh cộng tiền không chú, cộng tiền vậy chú. Phạt 50, giờ nói nhiều quá. Phản đối. Phản đối gì? Không cho gần khả ái là không khả quan. Tại sao? Trời, bây giờ cái nhà mình nhỏ xíu mà bây giờ lên xuống đụng chạm nhau, lỡ đụng gần bả thì bị phạt thì sao? Đúng rồi chú, con bạn thân mà chú không cho gần sao được chú. Phải cho gia chạm chứ. Cái gì? Trời, đòi gia chạm nữa kìa. Mày đòi gia chạm với con tao hả? Con là bạn thân của Khả Ái thì đúng rồi. Con không gần gũi Khả Ái được. Bớt thân lại đi, thân ai nấy lo đi. Chú. Ủa gì mà đông quá vậy? Ê. Ủa gì vậy ba? Bà bắt tụi nó phải cách xa con 2 mét. Ủa sao bắt? Bà thích như vậy đó. Khả Ái, chịu khó từ đây về sau chơi mình nha. Ủa ba, con đâu phải virus vi trùng gì đâu mà ba bắt người ta cách xa 2 mét. Bắt buộc phải như vậy từ bây giờ trở đi, đó là quy định.